chia. Những lúc lặng thầm thả tung ước mơ lên trời, bạn ơi nhớ không biết bao những kỷ niệm buồn vui cùng tôi. Tuổi thơ thân tiên, biết bao tiếng cười, biết bao nỗi buồn bạn và tôi có nhau. Những yêu dấu ngọt ngào tưởng như vẫn còn đâu đây. Kỷ niệm ơi, xin giữ mãi trong tim. Từng trang giấy và đất trước quên thuộc kia vánh. Những ước mơ trời con chắc cho bao nhiêu mơ mộng. Hàng cây phượng ra trong sân nơi chúng ta gác lên một trái tim. Sao giờ đây khi xa nhau cây buồn ngỡ ngàng. Trong tim nghe vắng xa hay nhớ về một giấc mơ hồn nhiên tuổi học trò. Cho ta vô tư với bao mơ mộng, biết bao tháng ngày bàn kề bên sớt chia. Những lúc lặng thầm thả tung ước mơ lên trời, bạn ơi nhớ không biết bao những kỷ niệm buồn vui cùng tôi. Tuổi thơ thân tiên, biết bao tiếng cười, biết bao nỗi buồn bạn và tôi có nhau. Những yêu dấu ngọt ngào tưởng như vẫn còn đâu đây. Kỷ niệm ơi, xin giữ mãi trong tim. Từng trang giấy quên thuộc kia vánh. Những ước mơ trời con chắc chờ bao nhiêu mơ mộng. Hàng cây phượng ra trong sân nơi chúng ta gác lên một trái tim. Sao giờ đây khi xa nhau cây buồn ngỡ ngàng. Thời gian ấy nếu có lướt qua ngày xưa nhớ. Nhìn với những bạn thân hay giữ trên môi nụ cười. Để mai này khi trong tim nghe vắng xa hay nhớ về một giấc mơ. Phải nói tạm biệt nơi đây.
trôi qua trong tìm đến. Qua đi bao nhiêu vui buồn mà ai hay. Một thời hôn nhiên mơ mộng nhiều vui mơ. Hãy lưu lại sâu trong trái tim mình. Lang thang đi trên sân trường vắng, chặt cánh phượng hoàng con vương nơi này. Tạm biết từng lá khóc buồn giật chia tay rồi. Cho tôi yêu thêm nơi này một chút. Một chút thôi để tôi nhớ. Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Tạm biệt, tạm biệt. Lúc ta đi với nhau khi tan trường. Tạm biệt, tạm biệt. Mới là người bạn thân nhé. Tạm biệt, tạm biệt. Xa rồi bạn đừng quên tôi. Xin cho tạm biệt, tạm biệt. Tạm biệt nhé nơi này. Bye bye. Khi nghe rộn ràng khắp sân trường là hè đến mang theo nỗi buồn hằng ghi đau. Tập trung và học tập để còn thi vào trung học phổ thông. Nhưng thời điểm tổng kết năm nay hết sức đặc biệt là chúng ta đã vỗ tay bởi vì chúng ta đã có một trường trung học phổ thông đón tiếp chúng ta, đón nhận chúng ta rồi. Cái điều này hết sức là phấn khởi. Bạn Ánh giới thiệu là hơi sai một tí về chức danh của thầy đấy. Thầy bây giờ là nguyên hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Công Bích. Hiện nay thầy đương là hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hương Nội. Thầy cũng chia tay nhà trường cũng giống như các em ra trường. Nhưng một cái điều rất may mắn với thầy là cùng với các thầy cô giáo được đồng hành cùng với các em trọn vẹn 4 năm khi các em vào lớp 6 và các em ra trường. Do hết nhiệm kỳ công tác thì thầy chuyển đến một cái môi trường công tác mới. Và hôm nay thầy rất phấn khởi là được các thầy cô giáo, được đại diện phụ huynh của các lớp mời thầy về dự cái buổi chia tay ra trường đối với các em. Thì trước hết là thầy chúc mừng các em đã thành công trong cả một cái chặng đường học tập tại trường trung học cơ sở Nguyễn Công Bích. Và nhiều bạn ở lớp đã đạt cái thành tích cao trong năm học 2020-2021. Và đặc biệt là 100% các em đã thi đỗ vào trường trung học phổ thông Tam Nông. Đây là một điều thầy rất phấn khởi và chúc mừng các em. Cái thứ hai là thầy cũng xin cảm ơn tất cả các em trong 4 năm qua học tập tại mái trường Nguyễn Công Bích, các em đã có đóng góp rất lớn đối với thành tích chung của nhà trường. Cảm ơn các em. Và trong 4 năm đó thì có lẽ có những điều mà thầy giáo, các thầy cô giáo cũng phải xin lỗi các em. Bởi vì có những việc mà có thể chưa làm được cho các em. Có thể có những lúc nào đó trong quá trình học tập ở trên lớp, học các cái hoạt động trong nhà trường cũng làm cho các em chưa vui. Thì các thầy cô cũng xin lỗi các em. Và những điều đó thì các thầy cô giáo cũng chỉ mong muốn là làm sao cho các em tiến bộ. Thế và các thầy cô giáo ở trường trung học cơ sở Nguyễn Công Bích rất là tin tưởng ở các em. Và sẽ mong muốn các em thành công nhiều hơn nữa trên một cái chặng đường học tập mới. Và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và đặc biệt là trong cái thời gian dịch bệnh như thế này thì thầy chúc các em có một sức khỏe tốt và an toàn trong cái mùa dịch Covid. Thế và chúc các em thành công trên cái chặng đường học tập mới. Và cũng xin được cảm ơn các bậc cha mẹ học sinh của các em đã đồng hành cùng với nhà trường để có một cái kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay. Một lần nữa xin được kính chúc các thầy cô giáo trường trung học cơ sở Nguyễn Công Bích sức khỏe để tiếp tục lại đón và tiếp tục cái chặng đường đào tạo rồi giáo dục các em để có những cái lứa học sinh thành công như các em và thành công nhiều hơn nữa. Chúc các bậc phụ huynh mạnh khỏe và chúc cái buổi liên hoan của các em hôm nay vui vẻ và có nhiều niềm vui, thành công.